Vào khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phá chuyên án mang bí số 0815TL, bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ mua bán trái phép các chất ma túy. Qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã đột nhập vào số nhà 1 trên 68 Đào Duy Từ, phường 4, thành phố Đà Lạt, bắt quả tang các đối tượng Nghiêm Văn Long, sinh năm 1976, tại số 1 trên 68 Đào Duy Từ, phường 4, thành phố Đà Lạt. Lê Ngọc Minh, sinh năm 1974, tại 2B Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, thành phố Đà Lạt và Nghiêm Phương Hoài Thảo, sinh năm 1991, tại 17B Nhà Trung, phường 3, thành phố Đà Lạt, có hành vi tàng trữ mua bán trái phép các chất ma túy. Qua khám nghiệm tại hiện trường, công an thu được 78 gói ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng. Tổng trọng lượng giám định số ma túy trên là 464 gram. Đối tượng Long Khai, đó là ma túy đá được mua từ thành phố Hồ Chí Minh về phân nhỏ lẻ bán cho các con nghiện trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ thành phố Hồ Chí Minh và được gửi lên theo xe thành bưởi. Hiện công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án.